mình đang ở đình Hòn xã Tân Lý Tây. Đây là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Nơi đây là ở đây là xã nông thôn mới, xã Tân Lý Tây. Có anh kia quay, anh kia đứng nhìn là mình thuận lại liền. Chỗ này là hồi xưa mình học tiểu học đó mọi người. Dạ, có đồ bị rớt. Hồi xưa mình học tiểu học nơi này á. Cấp 2 mình cũng học ở đây luôn. Ở đây là Ủy ban Nhân dân xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trường Mầm Non Tân Lý Tây. Hồi xưa mình học mầm non ở xã Tân Hương. Đây là trường tiểu học Tân Lý Tây nè. Đình thần Tân Lý Tây ở đây nè mọi người. Hồi xưa bên này là trường tiểu học Tân Lý Tây, trường trung học cơ sở Tân Lý Tây. Nhưng mà bây giờ còn là trường tiểu học với trường mầm non Tân Lý Tây thôi. Còn trường cấp 2 Tân Lý Tây, tức là trường trung học cơ sở Tân Lý Tây, bây giờ là trường tiểu học Tân Lý Tây rồi. Trường trung học cơ sở Tân Lý Tây bây giờ đã dời đi chỗ khác rồi. Đây, đây là đình thần xã Tân Lý Tây nè mọi người. Một năm là vào tháng 2 âm lịch thì sẽ có lễ hội Kỳ Yên ở đây. Rất là đông vui chỗ này. Chỗ này là trường trung học cơ sở xã Tân Lý Tây. Bây giờ nó là trường tiểu học xã Tân Lý Tây rồi. Hồi xưa mình học lớp 8 ở chỗ này. Mình học lớp 6 ở chỗ này. Lớp 7 cũng ở chỗ này. Vòng vòng khu này nè. Chỗ này là nơi bán quà vặt cho mấy bé ở trường mầm non ở đây nè mọi người. Còn bên đây là nơi bán quà cho mấy đứa trường tiểu học. Hồi xưa mình cũng hay ăn bánh, ăn quà vặt ở đây nè. Bãi gửi xe ở trường tiểu học ở đây. Kế bên Đình Thuần, xã Tân Lý Tây luôn. Cây sao này mình đoán là chắc nó cũng khoảng 20, 20 mấy tuổi trở lên rồi. Vì hồi mình còn học tiểu học là đã thấy nó lớn lớn lắm, lớn rồi.